Video này xả một loạt phụ tùng nha. Thì trong cái video này em có một số con thì nó còn sống mà nó thiếu đồ, và một số con nó chết không thể dựng được, không thể dựng được lên máy bởi vì thiếu quá nhiều đồ. Nên là em sẽ bán xả. Thì mấy bác coi cho kỹ, được con nào chốt con đó nghe mấy bác nha. Em sẽ bán đợt này, em sẽ bán cho nó bớt. Trong đó có cần này, có những con máy kia còn sống này, con kia cũng còn sống. À con đây còn sống, con đây còn sống. Thì để cho mọi người lấy phụ tùng thôi chứ cũng không phải là gì cả, thì bán cố gắng bao rẻ nha, bao rẻ. Thì đầu tiên món trong đây gần như là rẻ nhất, rẻ nhất nha, thì có một cái đầu bò của cô Matsu đấy, và không có chén nha. Mọi người nhìn kỹ cái đầu bò loại này, 2, 4, 6 Rania này, nhìn kỹ đầu bò loại này đấy. Thì hôm trước có một bác điện thoại cho em hỏi cái đầu bò còn không. Đó. Thì cái đầu bò đó là em đi theo con máy nên là em không thể chặt ra em bán, nhưng mà bữa nay có em lục thấy nha. Thì cái đầu bò này rồi bán cho mấy bác 50.000. 50.000 thôi, giá quá sốc luôn. Số 1 nha. Rẻ nhất. 50k nha. Rồi. Số 2 là đến một cái cần cũng của Komatsu. Komatsu nha. G3C á, dạ, G3C đấy. Nó ẩm ẩm này chứng tỏ là nó vẫn còn sống nha, đấy vẫn lăn lăn vẫn còn lăn được, nó chưa qua tua thôi chứ còn lăn vẫn còn lăn được nha. Chịu khó lăn qua tua là nó qua đó, chịu khó lăn à nó qua luôn này đấy, lăn nhẹ nhàng. Được. Rồi cần này thì thiếu chén nha. Đây ai mà có cái đầu bò loại 2 tầng như này này là nhất sách luôn. Đấy. Thì em bán xả mà. Đây, nó cũng 6 Rania. Phải 6 không ta? Cũng 2, 4, 6 Rania luôn. Thì em không có chén loại này nên bắt buộc em phải bán nha. Đó, chứ còn mọi cái là hoạt động bình thường hết á. Đấy. Thì nó không có chén, về nó không có chén, không có gì cả. Thì em bán easy vậy cho mọi người. Thì cái cần này em bán cho mọi người gần như là vừa bán vừa cho. Thì mọi người cố gắng chốt là chuyển tiền cho em đầy đủ nha. Bởi vì em đã bán giá này là em chuyển tiền đầy đủ và bên em không bao ship nha. Đến nơi mọi người trả tiền ship. Thì em bán cho mọi người cái cần này giá 200 thôi. Gần như là bán là lấy vui thôi. Mọi người coi kỹ. Giá 200. Thì về chỉ cần nếu như mà mấy mọi người mà có cái chén đó là thả vô là xài. Thì đây là số 2 nha. Là 200. Rồi số 2 nha. 200. Rồi. Số 3 thì em đi cho mọi người một bộ của 2501 này. Đấy. Của 2501 con bố luôn nha. Đấy, con bố thì nó xước tai lé rồi. Nói chung là máy này thì không còn gì để mà mà cứu vãn gì hết á. Đấy. Thì có hai hình thức để mọi người mua. Đây của cái lốc này cũng hình như của 251 hay 253 gì ạ, nó cũng tai lé hết rồi. Về mọi người chỉ lấy được cây dên thôi chứ không lấy được cái gì, lấy dên lấy lốc thôi chứ không lấy được cái gì hết nha. Nói trước luôn, con bên đây thì còn có thể lấy được lửa này, con bên đây lấy được lửa này, con bên đây chỉ lấy dên lấy lốc thôi. Đó, easy vậy. Đó, chưa mở luôn này, nhưng mà biết nó chết thì mở làm gì, xước tai lé hết rồi. Thì nếu như con này mọi người để lại bố côn này, để lại con chó này, thì em tính mọi người cặp này đúng không? Bởi vì đồ này nó đắt tiền lắm. Thế là em để mọi người, nếu như mà để y xì dày thì em bán cho mọi người 150, 150.000 nha. Là một cặp này. Đấy, đây là số 3. Còn nếu như tháo cái này và tháo bố côn lại thì em trừ 50.000. Thấy chưa? Là tính 100.000. Rồi, đây là số 3. Em cứ ghi lên đây là 150.000 nha. Cho mọi người thì có nghĩa em sẽ gỡ lại cái bố và con chó này. Bởi vì nhiều khi bên em cần. Đó, con chó này này. Thì em tính mọi người 100.000. Còn nếu như em để này thì em tính 150, em tính tiền bố côn thôi. Bố côn này mọi người đi mua không dưới 120 đâu. Riêng cái bố này không này. Rồi, món số 3 bán cho nó bớt.
Rồi, món số 4, đây là một cái gen của Robin. Thì dòng Robin NB03 của Robin NB03 thì nó rất là quý, bởi vì thứ nhất là bố mình là bố sắt. Cái thứ hai nữa là nó được một cái nữa là như thế này, có nghĩa là cái đầu này này nó chưa toè. Đấy, nó chưa bị toè nhá. Và bên đây cũng vậy, chưa toè. Đấy nha, còn IC hết. Cái gen này gen rin nha. Trong máy tháo ra thì đó, nhẹ, lăn rất là nhẹ nhàng. Bi là như mới luôn này. Đấy, bi là bao, hai bên là bao, không có xào xiết kìa. Rất là nhẹ nhàng. Thì cái này em tính mọi người 50.000. Cái gen em tính tiền 50.000. Đây là con số 4 nha. 50k. À, món số 4. Rồi, con số 4 là 50k nha. Đấy, em phân loại ra. Rồi, đến món số 5. Món số 5 thì một cái bộ cót chịch của Genos Komatsu này. Và một cái bộ nòng của nó còn đẹp nha. Bộ nòng này tuyệt vời luôn này. Cái lớp kính nữa này. Đấy, còn lắng e luôn. Em bao mọi người là còn xoay gương được luôn. Con máy này do nó vô nước nên là nó bị rỉ. Đấy, đây là bộ bạc bê tông. Đấy, đây thì nó sẽ có ưu điểm gì? Thì ưu điểm một cái có nghĩa là nhà mọi người có máy xài mà những cái con này xài ba bố thì mọi người mua cái bộ này về ráp qua hai bố, có nghĩa là xài hai bố này cho nó tiện. Thì nguyên cả cái bộ này em bán cho mọi người giá chỉ có 100.000 thôi. Đó, nguyên chỗ đây là bởi vì em muốn cho mọi người về có thể tận dụng được. Mọi người mà xin vô lăng thì alo em cho thêm vô lăng nha. Còn không xin là em không cho theo. Có nghĩa là cứ nếu như anh ơi em cần vô lăng thì bên em sẽ cho thêm cái vô lăng nữa. Đấy, chứ em chẳng giữ làm gì, đủ cái tông còn đẹp này. Còn đẹp này. Thì em đi theo y gì dày. Em tính mọi người 100k thôi. Tính tiền ốc vít đổ tung mấy cái ổ bi trong thôi. Chẳng tính gì cả. Hai ổ bi này mọi người mua hai ổ bi Nhật này nó đã cả hơn 100.000 rồi. Đấy, nói rõ luôn để mọi người khỏi mất lòng, yên tâm bao ngon. Đấy, R3C thì em tích 100.000, 100.000 nha. Đây là món số 5. Số 5 100k là nguyên cả bộ này. 5 đó, đây là món số 5. 5 nha, 100.000 thôi. Mọi người cứ trả tiền ship cho bên em bán cho nó bớt những con máy vụn. Rồi, số 6 là một con TG. TG nha, đủ cái tông còn đẹp kia đây. Còn đẹp lắm. Đây, coi coi. TG nha, TG này, TG khoảng 24 tầm đó. Đủ bạc này. Đủ con đẹp kia đây. TG24 nha, TG24 hoặc 25. Một trong hai mã đó, do lâu quá rồi không nhớ nổi. Thì con này là máy rin á. Về nó thiếu đồ tài lẻ, thôi dựng máy làm gì. Thì trong đó mọi người được cái bình xăng nhựa này. Được những cái này, thì cái này em tính 100.000 đi. Cái bình xăng này không mọi có cấn góc rồi. Rồi, vẫn tính, thôi tính 70 đi. Trừ đi cái bình xăng nhựa nha. Đấy. Đây là số 6. 70.000. Đấy, bán cho nó bớt đồ đi nha, cho em không muốn giữ. Rồi, món số 7 làm đây một con Komatsu G3C. Đấy, có cót chịch nha. Có cót chịch nhưng cót của nó bị vô nước này. Đây là cót của một con khác, nói rõ ràng về mọi người chỉ cần đổ dầu vô đây là cứu được cái cót này thôi, chứ nó không có gì cả. Chứ còn bao luôn. Nó bị cứng nha, cứng cót nhưng mà chỉ cần đổ dầu vô đây ngâm lúc là được. Thì đây món số 7 em cũng tính mọi người, con này được cái nó xài hai bố nha, à ba bố, con này ba bố. Rồi thì nguyên cả bộ này nhưng mà được cái nó còn đẹp, nó còn hơi hám còn được nha. Đấy. Đó, thấy không? Nó dơ nha, để lâu quá nó dơ này. Đấy. Thì
con này em tính mọi người easy vậy, mọi người về lấy được bộ bố ba càng này. Đó, thì đi theo cái cốt dịch này thì cái này số 7 đúng không, số 7 tính mọi người 100.000 đi, số 7 100k quá rẻ luôn, không bao ship nha. Đấy, trước vậy ai mua thì vui lòng chuyển khoản cho bên em. Rồi số 8 thì đây là một con G2K. Đấy. G2K nhưng mà do nó chết bộ hơi nha. Con này chết bộ hơi rồi. Nó chết hẳn bộ hơi luôn á, thì bên em đã có anh khách kia hỏi mua vô lăng với lại lửa rồi, thì em chặt ra em bán rồi, bình xăng cũng bán luôn rồi. Thì con này chết bộ hơi rồi. Chết bộ hơi. Dịch này thì chết bộ hơi rồi. Thì mọi người lấy được lốc này, lấy được những cái này này, ví dụ con máy nào đó mà bị bẻ, lấy được dàn áo này. Đấy, lấy được cao bô này. Nếu như mọi người mà con áo, con máy nào mà bị bẻ thì lấy bỏ qua. Thì con này thì cái cốt dịch này nó rất là đắt nha. Nên con này bên em sẽ bán cho mọi người giá là hết bộ này luôn đi, hết bộ này, hết bộ này như thế này, giờ nó không có show. Thì bán cho mọi người giá là như bộ này bán 200.000 đi, 200 là quá rẻ luôn. 200. Có con 251 đó, mua mẹ máy to mà xài chứ hơi đâu, xài cái đó. Số 8 nha. 200k. Rồi, đến số 9. Số 9 là một con Tanaka CB2007 nha. Thì con này tình trạng là nó đang nổ. Con này tình trạng là đang nổ luôn, em dám bao vậy luôn. Bởi vì em đã nổ máy nó lên mà. Tình trạng là đang nổ. Đấy, nó đầy đủ cả cốt dịch này, còn rất là mới, máy bao rin nha. Máy bao rin luôn á. Thì nó là 2007. Nó còn cái áo bô, ngày mai nếu như em tìm thấy áo bô em đưa cho mọi người, nếu như mọi người yêu cầu nha. Bởi vì còn cái áo bô như mới luôn, nó chưa hề, nhưng mà do nó về nó bị ném bể mất cái tâm. Bẻ mất cái tâm. Thì gần như em bán là em chỉ lấy tiền cái lốc này lấy cho vui thôi, tem mát này còn luôn này. Đấy. Cấn cái cạch này. Bố rồi. Thôi kệ nó đi. Rồi, thì mọi người mua được thì con này mới sống á. Rồi, con này bán cho mọi người giá. Mọi người nhà mà có con Tanaka 2007 á thì nên mua, là coi như lấy bộ nòng nha. Lấy bộ nòng lấy lửa để xe cua này. Đấy, lấy nòng lấy lửa 2007 nha. S này. Thì cái này em để cho mọi người do nó không có chế, không có gì cả. Thì em để mọi người giá là tính 200 đi. Tính 200 giá quá rẻ luôn. Rồi, số 8 nha. À số 9 nha. Số 9 nha. 200. Không bao ship nha. Em tính tiền cuộn lửa thôi này. Đó, phải bố côn nó này. Còn luôn, đó, đi theo luôn. Cái em hình ngỡ là tính 200 thôi, giá quá bèo luôn. Rồi, số 10 là một con gần như là siêu phẩm luôn. Đây là một con Tanaka 2008 nha. Đó, 2820, con này bê tông lên đến 35 ly là con đắt nhất trong cái đống này. Thì bô biết là còn trắng luôn, và con này là máy nổ. Máy nổ nha. Nhưng mà do nó về nó thiếu cần, là cứ chặt đồ nó ra để mà ráp vô những con khác á. Đây này, dây xăng nó này, bình xăng này, còn trắng phau luôn. Thì cứ chặt đồ nó ra đưa qua một con máy khác đó. Chứ con máy này là máy đang nổ nha. Máy nổ ngon luôn, bô trắng hếu luôn này. Đấy, bô rin trắng tinh. Thì con này có trợ lực nha. Thì em nói này để mọi người nghe có được không. Thì con này á, bởi vì máy lớn, máy bự mà, con này máy cực bự luôn đó. Thì em để lâu tự nó cứng. Đấy, có nghĩa là để lâu bắt đầu là hơi ẩm nó hút vào đây này, do nó không có cháy xăng đấy. Còn bê tông trong này mọi người nhìn trắng tinh luôn đấy. Thì do để lâu bắt đầu là hơi ẩm nó lọt vô. Mọi người về chỉ cần mở cốt dịch là lăn qua một vòng thôi là nó nổ bình thường luôn đó. Thiệt sự, cái vòng bi nó bị hơi ẩm á, nên là mà mới đây thôi chứ cũng không lâu đâu. Con này về mọi người chỉ cần đổ dầu vào đây thôi, mọi người xoay cái kia đi một vòng thôi là sẽ nổ bình thường luôn.
Thì như con này nó đầy đủ cả tâm. Ống cần này là ống cần 26 là 28 giờ em quên rồi, do nó về nó thiếu. Đó, thiếu nha. Rơ-nia 7 khía để em đo luôn. Đo luôn cho mọi người coi. Xem từ bao nhiêu ly. Rồi em sẽ báo giá cụ thể. Đấy. Con này nhà ông cần 28. À ông cần hai. Ông cần con 25. Ông cần 25 7 khía. 25 7 khía. Thì con này em có cần nha. Nếu như mọi người mà lấy cần thì em đi theo cần thì giá nó khác. Thì bây giờ em cứ báo trước cái con này như này, đi không đầu này như thế này đi. Thì con này đang nổ nha, về đáp chế vô nổ luôn, bao vậy luôn. Đó. Mà chẳng qua bây giờ phải lăn qua. Còn nếu như mọi người không tin thì qua Zalo em sẽ test nổ cho. Cọc tiền cho em bên em rồi qua Zalo em test nổ cho. Chứ em không có thời gian em lèn ngang đâu nha. Em nói nổ là nổ. Thì con này nổ ngon luôn á. Thì em tính mọi người giá con này là giá em tính 400. Vậy đi 400 cho nó đủ cả tâm cả đầu. Thì con này con số 10 400. Đây 400 nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Thì anh là mua được món nào thì ủng hộ. Đã từ rẻ nhất cho đến đắt nhất. Rồi em sẽ ráng em xả đợt này bớt cái lô phụ tùng đi cho nó bớt hẳn luôn nha. Thì anh nào cố gắng mua được gì thì em sẽ cố gắng bán cho nó hết. Bán cho nó hết chẳng để làm gì. Mọi người cứ mua được gì là bán đó. Đó cứ một tối là em sẽ lên cố gắng em kiếm đủ 10 món em bán rẻ cho đến đắt. Biết đâu nơi ấy người ta đang cần đó, mà mình lại bỏ đi đó, dạng như vậy. Thì mọi người mua được thì cố gắng alo em bán cho. Rồi thì cứ theo hình thức thì bên em không bao ship và không bao gì cả đó. Và đặc biệt nếu như mọi người ưng thì em bao con đó nổ và con kia nổ. Đấy, bao cho bao nổ thì chỉ biết bao vậy thôi chứ không nói gì nhiều. Bởi vì quá trình làm nó cứ tâm con này nó về nó thiếu rồi cứ vứt cả lăn cả lóc á, rồi cứ vứt qua vứt lại vậy thôi chứ chẳng phải là gì. Thì cố gắng bán cho mọi người, ở đâu biết đâu mọi người cần, mà mọi người đi mua một bộ hơi mất mấy trăm nghìn thì tốt nhất là thà mua bên em luôn như thế này. Thì con nào nói chết hơi là chết hơi hoàn toàn, mọi người lấy được cái gì thì lấy thôi. Rồi cảm ơn mọi người đã coi video nha. Rồi ok, anh mà mua được thì alo, đừng nhắn tin nha, em không nhận tin nhắn đâu.